Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong tiếp luyện từ và câu giống hoặc kép. Chúng mình sẽ đến với hoạt động khám phá. Trong hoạt động khám phá thì chúng ta sẽ thực hiện một số yêu cầu sau. Đầu tiên chúng mình sẽ thực hiện đọc đoạn văn trong câu số 1 này. Tên cuốn truyện, bài thơ, bài hát hay tạp chí, tờ báo có trong những câu dưới đây được đánh dấu bằng dấu câu nào? A. Đến với Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, các bản nhọ được lạc vào thế giới của những loài vật gần gũi, thân thương. Câu B. Nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ nhạc bài thơ Khúc Hát Ru Những Em Bé Trên Lưng Mẹ thành bài hát Lời Ru Trên Nương. Câu C. Từ thuở ấu thơ, tôi đã có tạp chí Văn Tuổi Thơ, báo Nhi Đồng làm bạn đồng hành. Bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát lên màn hình cũng như là quan sát ở trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ quan sát ba cái câu văn này. Đó là những tên, những cái cuốn truyện, những bài thơ, những bài hát, nhưng mà những tạp chí, tờ báo có trong câu thì được đánh dấu bằng dấu câu nào? Chúng ta có thể thấy là trong câu A, đến với Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Trong cuốn truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký thì chúng ta thấy để trong cái dấu gì này? Hay là nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ nhạc bài thơ Khúc Hát Ru Những Em Bé Trên Lưng Mẹ. Chúng ta thấy khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ thì để dấu gì này? Hay là lời ru trên nương thì chúng ta thấy để trong là dấu gì? Và văn tuổi thơ hay là báo Nhi Đồng thì đó là để trong dấu câu gì? À thì ở đây chúng ta có thể chia sẻ với các bạn. Nhìn lên các đoạn văn trong câu đối với Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, các bản nhọ được lạc vào thế giới của những loài vật gần gũi yêu thương thì đó là tên cuốn truyện, bài thơ, đó là gì? Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Dấu câu đánh dấu tên tác phẩm tài liệu ở đây thì chúng ta thấy đó là gì? À đúng rồi, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký thì chúng ta thấy là để trong cái dấu ngoặc kép, dấu ngoặc kép. Hay là nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ nhạc bài thơ Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ thì chúng ta thấy là khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ hay là lời ru trên nương thì để trong gì? Dấu ngoặc kép, đúng không? Đây là dấu ngoặc kép. Đó là khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, rồi lời ru trên nương. Còn câu C, từ thuở ấu thơ tôi đã có tạp chí Văn Tuổi Thơ, báo Nhi Đồng. Văn Tuổi Thơ và báo Nhi Đồng thì đây chính là gì? Tên các cái tạp chí, tờ báo như là gì? Văn Tuổi Thơ, Nhi Đồng cũng để trong dấu ngoặc kép, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là đây là những cái đánh dấu, những cái tác phẩm hay là những bài thơ, bài hát hay là tạp chí, tờ báo thì đều để trong cái gì? Dấu ngoặc, ngoặc kép. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm công dụng của dấu ngoặc kép trong những câu dưới đây. Câu A, nhiều câu thơ trong trẻo hồn nhiên như lời Đồng Dao, hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy theo Nguyễn Trọng. Hay là câu B, một hôm trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này cái gì quý nhất. Hùng nói, theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Đi được 10 bước, Quý vội reo lên, theo tớ, quý nhất phải là vàng. Nam vội tiếp ngay, quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc, có thì giờ mới làm ra lúa gạo vàng bạc, theo Trịnh Mạnh.
Câu C. Cuốn sách Đất rừng phương Nam giúp tôi hiểu thêm vẻ đẹp của con người và vùng đất Nam Bộ. Vậy thì chúng ta sẽ tìm công dụng của dấu ngoặc kép ở trong những câu. Cụ thể trong câu A thì chúng ta thấy là nhiều câu thơ trong trẻo hồn nhiên như lời đồng dao, hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy. Thì chúng ta thấy từ hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy ở để trong ngoặc kép. Vậy thì tác dụng ở đây là gì? Hay là câu B, trong đoạn văn ở câu B thì chúng ta thấy là Hùng nói mở ngoặc kép, theo tớ quý nhất là lúa gạo, đi được nửa bước quý vội reo lên, theo tớ quý nhất phải là vàng để trong ngoặc kép này. Và Nam vội tiếp ngay quý nhất là thì giờ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nêu tác dụng của các cái dấu ngoặc kép ở trong các cái đoạn văn này. Thì gợi ý ở đây chúng ta thấy sẽ có 3 tác dụng, đó là đánh dấu tên tác phẩm tài liệu, hay là đánh dấu lời đối thoại, hay là đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp. Thì chúng ta thử xem là các cái dấu ngoặc kép ở câu A, câu B, câu C này thuộc vào tác dụng nào. Ví dụ đánh dấu tên tác phẩm tài liệu, hay là đánh dấu lời nói đối thoại, hay là đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp. Thì ở đây chúng ta có thể chia sẻ với các bạn đúng không? Ở câu A, nhiều câu thơ trong trẻo hồn nhiên như lời đồng dao hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy. Thì chúng ta thấy ở đây thì trong ngoặc kép, hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy. Thì chúng mình thấy tác dụng là gì? À đúng rồi, chính xác. Tác dụng ở đây sẽ là đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp. Đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp đúng không? Còn câu B, một hôm trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi. Thì ở đây chúng ta thấy Hùng nói, theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Rồi Quý nói là, quý vội reo lên là, theo tớ, quý nhất phải là vàng. Thì những cái đoạn mà trích ở trong cái dấu ngoặc kép này thì chúng ta gì? Đánh dấu lời đối thoại đúng không? Cuộc nói chuyện của các bạn. Thì chúng ta thấy tác dụng ở đây đó là đánh dấu lời đối thoại. Còn câu C đó là đánh dấu tên tác phẩm và tài liệu. Cụ thể đánh dấu tên cuốn sách Đất rừng phương Nam. Đó là đánh dấu tên tác phẩm và tài liệu. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy là ngoài công dụng đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp hoặc là lời đối thoại thì dấu ngoặc kép có thể dùng để gì? À đánh dấu tên tác phẩm, bài thơ, bài văn, tên tài liệu hay là tạp chí, báo, vân vân. Đó là công dụng của dấu ngoặc kép. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Chúng ta sẽ chép lại đoạn văn sau vào vợ và chú ý dùng dấu hoặc là dấu ngoặc kép đánh dấu tên tác phẩm và tài liệu. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là ngoài công dụng đánh dấu phần trực tiếp hay là dẫn lời trực tiếp đối thoại thì chúng ta thấy dấu ngoặc kép còn có thể dùng để gì? Đánh dấu tên một tác phẩm, bài thơ, bài văn. Dựa vào đó chúng ta sẽ làm bài tập này. Chúng mình thấy trong đoạn văn đó là đi học là bài thơ do Hoàng Minh Chính sáng tác, được nhà xuất bản Kim Đồng đưa vào tuyển tập thơ thiếu nhi Mặt Trời Xanh năm 1971. Năm 1976, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc cho bài thơ đó bằng một giai điệu mang âm hưởng dân ca Tày, Nùng. Từ đó trở đi, bài hát đi học gần như đã trở thành ca khúc của ngày tựu trường theo Phạm Quý Hại. Thì chúng ta sẽ chép lại đoạn văn này và dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu cái tên tác phẩm. Vậy thì trong cái đoạn văn này chúng ta thấy có một tác phẩm mà nổi tiếng mà chúng ta cũng được hát đến tận bây giờ đúng không? Đó là gì? À đúng rồi, đó là Đi học là một bài thơ. Như vậy chúng ta sẽ chép lại đoạn văn và chú ý đánh dấu ngoặc kép trong cái từ gì? Đi học, dựng tài liệu và tác phẩm đúng không? Để đánh dấu một tác phẩm tài liệu đó là bài đi học. Và ở đây thì chúng ta thấy chúng mình sẽ mở ngoặc kép đi học và đóng ngoặc kép đánh dấu một cái tác phẩm bài thơ do Hoàng Minh Chính sáng tác.
Và trong cái tập thơ thiếu nhi đó là Mặt Trời Xanh thì chúng ta thấy đây cũng là một tác phẩm xuất bản, đúng không? Truyện tập thơ đánh dấu một cái tác phẩm Mặt Trời Xanh, cho nên trong cái từ mặt tác phẩm Mặt Trời Xanh này thì chúng ta sẽ gì? À, để trong ngoặc kép, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài tập số 4. Trong bài tập số 4 chúng ta sẽ viết một hai câu có sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm mà chúng ta yêu thích. Thì chúng ta có thể viết đến một hai câu, chúng mình có thể trích dẫn bằng dấu ngoặc kép một số tác phẩm mà chúng ta yêu thích. Ví dụ, khi còn nhỏ xíu mình đã thuộc bài thơ Kể Cho Bé Nghe. Kể Cho Bé Nghe thì chúng ta thấy để trong ngoặc kép để trích dẫn một cái tác phẩm chúng ta đã được đọc chẳng hạn của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Thì chúng ta có thể lấy thêm một số ví dụ, một số tác phẩm mà để trong ngoặc kép để giới thiệu cho các bạn nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài giống ngoặc kép. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.